Ok, chào anh em nhé. Thì hôm nay anh giao bán cho anh em một vài cái ác. Hai cái ác đều của Võ Lâm 2 GMC. Hôm nay ác này thì của Cevata Lâm GMC, một trong những ác cũng có một tích rất ngon. Đây, giới thiệu anh em luôn. Ác này bet 6 vô cụ này, nội ngoại này. Bet 5 phá địch này, tỷ lệ phòng ngự chủ nhân, vô cụ phá địch đã đầy đủ. Chuyển sinh 19 lăng. Ác này chưa có một hiệu đêm gì cả, thiên quyền gì cả. Về trang bị thì anh em thấy là nó là nhập vô hạ này, đá 6 đá bơi, áo một món tốc này. Hiện tại ác này là chưa kích hiệu 3 anh em nhé. Phòng thủ bạo kích, quần đi phòng thủ bạo kích hoặc linh đầu cùi thôi. Bởi vì ác này là đeo full thanh long tướng cơ, chứ không phải ấy. Cái công trạng là 3.7 triệu. Bao tay hào hiệp vô hạ full đá 7. Tín 15. Ngoại trang uẩn linh 7 rồi, lưu sẵn tổ áo. Văn sức có 3 ô cấp 3, ô 1 này, ô 4, ô 5. Còn hai cái văn sức cấp 2. Kim xà lâm đã tẩy ổn, phun nội lực. Nội lực tức là nội công. Kim huy chương tẩy phun sinh lực. Giày sát xuất giảm được thọ thương. Tiêu dao 10 thanh. Có hoa sen rồi. Thì nói chung là ác này có thể nói là mật tịch rất ngon. 4 phụ lục 105%. Hỗ trợ ác này hỗ trợ 8% luôn. Mà ác này dòng 4 102%. Ác này tiến cấp mắc binh quyền mật tịch luôn. Đấy. Tiền mà bỏ ra tiến cấp mắc binh thì rất là tốn. Võ thánh và đã phun mạch, phun chân khí, phun mạch lăng. Quân công rất nhiều. Đấy, anh em có thể cày lên 5 triệu công trạng. Thì nói chung là ác này anh em cũng không cần phải cày tướng, chỉ cần cày lên 5 triệu công trạng là mặc thanh long tướng. Đây anh em thấy trong đây có đúng một set thanh long tướng luôn, gọi là thanh long khố thôi. Nhưng mà nói chung là cày công trạng bên GMC nó dễ anh em, bởi vì công quân công nó rẻ, anh em cũng không phải đầu tư gì nhiều. Thời gian hỗ trợ tấn công này, cái quan trọng là ác này có quân mật tịch ngon, mặc binh. Mặt tịch vũ khí của nó là 95%. Vô cụ 140 điểm cơ. Đấy, khá cao. Mình vũ khí là được 14 ngay. Phiếu đồ hiệu xếp bụng 35%. Đồ tụ khí đầy đủ anh em. Ác này thanh long tướng cả bao tay cao cấp luôn. Rất nhiều ngoại trang lưu tổ áo sẵn rồi. Thú cưỡi rất nhiều. Ngoại trang trang sức rất nhiều. Đấy thì tổng kết lại ác này thì tổng kết lại ác này mật tịch có quân mật tịch ngon, nói chung là đã tiến cấp mắc binh rồi, có xét thanh long tướng, lính phách đơn gần đủ để anh em có thể tăng cấp lên cấp 96 rồi. Hiện tại là chưa có hiệu đêm gì cả. Đấy. Anh em chỉ cần cái lên 5 triệu công trạng là mặc được tướng ngay. Vâng thì full ác này ra đi với trị giá đó là 1.200.000 đồng. Vâng, cũng tương đối là ok và rẻ cho một thiếu lâm quyền anh em BK rồi. Đấy. 1.200.000 đồng anh em nhé, full ác. Tiếp tục ác thứ hai, giới thiệu anh em
Thế Long Quyền thành ông tướng của GMC. Thì nói chung là ác này thì không cần ấy rồi. Ác này à, hơn 5 triệu công trạng này tướng quân rồi. Có bét 6 ấy, nội ngoại, phá địch, vô cụ, vô cụ phá địch đầy đủ. Ác này thì hiện tại chỉ có hiệu nhị siêu hình thôi, chưa có hiệu thiên quyền. Đấy. Thành ông tướng, anh em thấy là chưa có hiệu thiên quyền, đêm là 15 cân long. Rồi mình sẽ mở rộng cho anh em xem. Nón là, thì nó là full đá bay, quần áo full đá bay. Ác này là hoài niệm GMC, có thú cưỡi mới luôn, linh nghê. Quần áo full đá bay, cặp ngọc đi phòng thủ bọc tích. Ác này đi theo đêm, phần đêm. Bao tay sát thương full đá bay. Tín vật quận 15. Ngoại trang là chuyển sinh 10. Quần quần hình 7. Ác này có dàn văn sức cấp 3, ngũ hành này. Hai ô cuối là vô cụ, chuẩn hệ, đủ hệ. Full cộng 15. Hình như cái dàn này mở khóa giao dịch được anh em ạ. Kim xà 6. Nói chung là đã tẩy ổn. Full đêm, full đêm nội công. Vì chưa, giày sát xuất giảm được thọ thương. Mặt tịch 98%. Ác này cũng tiến cấp mặt tịch vô cụ 200. Còn trong dương đây thì còn 54 cao su này anh em, bật hiệu vàng, kích hiệu vàng. Tôi chết rồi. Quên không thu nhỏ. Văn sức chuẩn hệ đồ hệ này, kim xà này, áo choàng, huy chương. Nói chung là tẩy ổn thôi, anh em có thể về tẩy lại tùy. Sắp bụng 35%. Ngoài ra thì ác này là một trong những ác ốc phái có trang bị ẩm huyết này. Đấy, hai món tốt, nón thì là 6 đá bay, áo full đá bay, hai món tốt chuẩn BK. Đây, trong dương có cả áo hàm vô hạ luôn. Áo ẩm huyết để cho anh em có thể nâng cấp lên thông thiên nếu anh em nào thích. Còn không thì vẫn là BK đổi thành long tướng. Bao tay hàm vô hạ. Còn công minh dự là anh em cày công trạng. Ở đây mặt tịch 92%, tịch tụ khí. Tiếp tục kinh mạch 6 rồi, đã kích mạch 6. 26 linh phách đơn, cho anh em cày có thể lên 97. Chúng thế này là BK ổn rồi anh em ạ. Trong đây thì còn hơn 100 cái phiếu đổi hiệu luôn. Cho em đổi tủ áo nhỏ này. Đấy, rất nhiều ngoại trang lưu rồi. Trang sức cũng rất nhiều. Có cái con thú cưới mới update hiện tại. Tốc độ di chuyển 130% cả anh em ạ. Đấy, kinh. Thì cái giá của ác này đi full đó là 3.200.000, 3.300.000 đồng nhỉ. Đấy, full ác là 3.300.000 đồng. Anh em nào biết thì inbox của mình của Vô Lâm 2 GMC.